Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Baby Boy Money TV. Nếu bạn đang xem đến giây phút này thì chúng ta đã chính thức bước vào tuần quan trọng nhất của Việt Nam trong dịp phòng chống dịch Covid ngay bây giờ đấy. Vậy thì các bạn hãy cố gắng tiếp tục có một tinh thần thật là vững mạnh, work from home, vui vẻ và làm việc thật là tích cực nhá. Cũng trong thời gian này rất là nhiều bạn đã hỏi mình là mình làm như thế nào để có thể bảo vệ cả nhà cũng như là giữ gìn sức khỏe cho em Tiền, đặc biệt là những cái việc như là vệ sinh cơ thể này, rồi dạy em những cái thói quen trong sinh hoạt, cũng như là cái cách mà mình làm cho cái không gian sinh hoạt nó có thể đỡ bị nhiễm khuẩn và đỡ bị virus nhất có thể. Thì ngày hôm nay mình đã quyết định là sẽ làm một cái vlog về cái chủ đề là những gì không thể thiếu trong gia đình ở trong mùa dịch. Không phải để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng mình bắt đầu nhá. Việc đầu tiên mà các bạn nên làm đó chính là việc xông phòng. Ngày nào mình cũng xông phòng bằng tinh dầu tràm. Và trên tay mình ngay lúc này đây là một lọ tinh dầu tràm của X Nhi. Với rất là nhiều bạn không biết thì tinh dầu tràm là một cái thứ có thể sử dụng được vô cùng là nhiều, kể từ cái lúc mà em bé còn rất là nhỏ cho đến tận cái lúc mà em bé lớn như tèn tèn nhà mình bây giờ là 16 tháng và thậm chí là còn lớn hơn thế nữa. Công dụng đầu tiên của dầu tràm mà mình đã sử dụng đó chính là dùng cái dầu này để xông phòng ngủ, xông phòng khách và xông phòng làm việc cũng như là rất là nhiều các nơi sinh hoạt khác của gia đình mình. Cái lý do vì sao mà mình lại chọn cái tinh dầu tràm, nhất là của X Nhi nữa, để xông phòng đấy là tại vì là khi mà các bạn xông phòng ấy thì trong cái không khí của gia đình ấy nó sẽ có rất là nhiều các chất để giải cảm này, trị ho, sát khuẩn và ức chế cái sự sinh sản của virus. Và cái việc mà xông phòng nó không có một chút nào là khó khăn cả. Nhưng mình đây là mình có một cái máy xông hơi như thế này, xong rồi cứ thả một vài giọt tinh dầu vào hòa chung với cả nước rồi sau đấy là cắm máy để lên. Việc thứ hai bạn cần phải làm hàng ngày để bảo vệ sức khỏe của con cũng như là của chính gia đình mình nữa. Thật ra cái việc này thì mình đã nhắc đi nhắc lại trong những cái vlog đầu tiên về chăm sóc em bé cho đến tận ngày hôm nay rồi. Đấy là nhỏ mắt, nhỏ mũi, nhỏ miệng bằng nước muối sinh lý. Đây là một bước vô cùng đơn giản nhưng mà vừa tăng cao cái khả năng sát khuẩn ở trong vòm họng của em bé mà cũng vừa khiến cho chúng ta cũng rất là yên tâm nữa. Ngay cả cái thời tiết giao mùa này, cho dù không phải là dịch bệnh đi chăng nữa thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái bệnh lặt vặt mà trẻ con hay mắc. Vì thế bạn hãy cố gắng chăm chỉ làm cái bước này một chút, đừng bỏ qua nhá. Việc thứ ba, cái này thì là mình đã học được từ mẹ mình trong cái lúc mà mình vẫn còn rất là nhỏ. Đấy là sử dụng dầu tràm để xoa vào gam bàn chân, một chút vào cái phần yếm của em bé và một chút lên trên gối của em bé. Ngoài ra thì ngày xưa mình có một con gấu bông rất là yêu thích, cũng như bây giờ em Tèn có một con khủng long rất là xinh, hầu như lúc nào ngủ em cũng sẽ tìm con gấu bông đấy. Thì mình sẽ bôi một chút cái tinh dầu tràm của X Nhi ấy lên trên cái phần đuôi cái con khủng long để lúc nào mà em bé ngủ cũng thể hít thở một chút cái tinh dầu tràm vào thì nó sẽ vừa ấm cái phổi, mà cái phần tinh dầu tràm được xoa ở lòng bàn chân ấy thì nó sẽ giữ cho cái cơ thể của em bé lúc nào cũng ấm, và như vậy thì sẽ không có mắc phải những cái căn bệnh như là ho, húng hắng, cảm vặt, những cái này nó kia trong cái thời tiết giao mùa như thế này. Vì thế các bạn cũng rất là nên làm việc đấy. Với những mẹ ở cẩn thận thì mình biết là trong cái lúc mà hay tắm cho con ấy thì có thể là nhỏ thêm một vài giọt tinh dầu tràm vào nữa. Nhưng mà không thì các bạn cũng rất là nên tập trung cái việc là xoa gam bàn chân cũng như là xoa một chút vào ngực. Tất cả những cái đấy đều cực kỳ là tốt cho phổi. Mùa nào cũng thế chứ không chỉ riêng gì cái mùa này nhá. Vì thế các bạn không thể nào mà lười được đâu đấy. Cái tinh dầu tràm của X Nhi này thì là mình đã bắt đầu dùng cho em Tèn từ cái lúc mà em còn rất là bé rồi. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian này khi mà chúng ta không thể nào xuất khẩu, nhập khẩu cũng như là mua sắm được nhiều thì mình thật sự là rất là muốn dùng khoảng thời gian này để nghiên cứu và có thể có cơ hội tận dụng sử dụng nhiều cái sản phẩm tốt nội địa của Việt Nam hơn để có cơ hội giới thiệu với tất cả mọi người. Thì trong khoảng thời gian này nhà mình đã test và sử dụng từ trước tới giờ rất là nhiều cái của X Nhi này rồi, cho nên là mình mới giới thiệu. Cái này cũng có thể là mua được rộng rãi ở khắp mọi nơi với mức giá rất là hợp lý, cho nên các bạn hoàn toàn có thể dùng để chữa ông tủ thuốc của gia đình, có thể áp dụng được với rất là nhiều thứ. Như vậy là mình đã dùng để xông phòng cho con này, để bôi vào một chút quần áo của Tèn Tèn cũng như là để xoa gam bàn chân và phổi cho con nữa. Những cái này đều rất tốt trong việc kháng khuẩn, sát khuẩn. Vì thế các bạn đừng quên nhá. Việc thứ tư đấy chính là bổ sung thêm rau củ và các chất có thể giải cảm tự nhiên trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của em bé. Đối với những em bé từ 6 tháng trở lên và đặc biệt với những em bé đã ngoài 1 tuổi như Tèn Tèn, ngay lúc này mẹ có thể thái thêm thật là nhiều hành tây này, cho giã một chút tỏi rồi sau đấy là hầm chung vào với cháo. Hàng ngày thì bổ sung cho con ăn thêm nhiều vitamin rau quả hơn, những thứ màu xanh
Như vậy thì em bé sẽ có một cái chất giải cảm tự nhiên. Bạn nào mà đã xem cái vlog nấu cháo cho em bé của mình rồi thì cũng biết à, với cái việc mà các bạn cho các em bé ăn cháo ấy thì lúc này sẽ rất là dễ kể cả thể can thiệp xay thêm hành tây này, rồi một chút tỏi nghiền vào trong cháo ăn hàng ngày của con. Đây, vì thế để tăng đề kháng trong mùa dịch cho con thì các bạn hoàn toàn có thể xay nhuyễn ra rồi sau đấy là nấu hình bát cháo để em bé sẽ ăn. Nó sẽ đỡ mùi hơn và con sẽ rất là hợp tác. Đây là cái khẩu phần ăn của Tên Tên, anh nhìn thấy không? Bây giờ Tên 16 tháng rồi, một bữa là ăn được ngày cháo rất là 400g cháo, gần nửa lạng liền trộm vía. Việc thứ năm các bạn cần phải làm ngay lúc này đấy là chuẩn bị một cái tủ thuốc thật là hoàn chỉnh. Ngày xưa bạn nào mà xem trong cái vlog mà được rất là nhiều view của mình đấy là một cái tủ thuốc cho em bé không có kháng sinh, thì điều đấy có nghĩa là mình cũng như rất là nhiều bà mẹ khác, mình cũng thuộc cái style là mình rất là phản đối cái chuyện sử dụng kháng sinh cho em bé khi mà con vẫn còn quá nhỏ. Thế cho nên là bất kỳ cái gì mà mình nghiên cứu, mình dùng cho tèn từ nhỏ đến tận bây giờ ấy, thì mình đều ưu tiên cái việc là thành phần tự nhiên này, thảo dược, thảo mộc và không có kháng sinh. Tức là tất cả những cái thứ mà chúng ta dùng nó phải thật là lành, thật là tinh khiết và thật là an toàn cho em bé thì mình mới đưa vào sử dụng cho con và cũng như là giới thiệu với các bạn. Thế thì là trong tủ nhà mình ngày xưa thì có rất là nhiều loại các bạn đã nhìn thấy rồi. Và ngoài ra bây giờ thì mình có bổ sung thêm một chai siro ho của Ích Nhi nữa. Ngày xưa bạn nào mà xem cái vlog em bé đi du lịch của anh Kiên ấy thì đã được nhìn thấy cái lọ này một lần rồi. Và bây giờ thì mình cũng, sau đấy thì mình cũng học tập bác ý và là sử dụng cho Tèn Tèn. Thì cái loại này nó có cả loại cho mẹ bầu này, có cả loại cho em bé thì không đến 3 và em bé sau 3 tuổi. Thì rõ ràng là Tiền ấy sẽ dùng cái loại ở giữa rồi. Đây cái chai đấy đây cho các bạn xem này. Tay mình lúc này đây là cái lọ siro ho cảm của Ích Nhi mà mình đã trữ sẵn ở trong tủ thuốc gia đình cho em Tèn Tèn xài. Trong cái chai siro ho Ích Nhi ấy thì có rất là nhiều thành phần cực kỳ quen thuộc đối với cả đời sống dân gian Việt Nam. Húng chanh này, rồi quất này, rồi mật ong nguyên chất này, đường phèn, chiết xuất gừng. Tất cả những cái này đều là những thứ rất là tốt trong cái việc trị ho, trị cảm của cả em bé lẫn của mẹ. Vì thế các bạn nên rất là nên trữ trong tủ thuốc gia đình một cái lọ siro ho như thế này vì nó có thể dùng được bất kỳ lúc nào. Và như mình cũng chia sẻ là cứ thời tiết giao mùa thì các em bé cũng rất là hay ho húng hắng này, rồi cảm vặt này. Thế thì không phải bây giờ lúc nào chúng ta có thể đưa con đi ra ngoài khám để xông họng hoặc là để hút mũi các thứ được đúng không? Vậy thì các bạn phải hết sức cố gắng tập một cái kỹ năng đó là giải quyết những cái bệnh nhỏ nhỏ của em bé như thế này ngay tại nhà và hạn chế để em bé ốm quá lâu, vì như vậy là nó cũng rất là ảnh hưởng đến sức đề kháng. Con cầm chai siro ho của con đi đâu đấy? À, em Tèn, con cầm đi đâu đấy? Em tự cất nắp cho mẹ à? Em giỏi thế. Con giỏi thế. Không đổ được ra sao con phải đổ vào cốc chứ? Nắp vẫn đang đậy mà em bé. Đúng rồi, Hoan ơi. Con giỏi quá. Nhi, chai siro ho của con đâu? Đấy à, đúng rồi. Lắm đi giả thế. Với những em bé nào bị ho khan, ho có đờm, sổ mũi, hắt hơi, nghẹt mũi, bla bla bla, cảm lạnh, cảm cúm, tất cả những cái đấy thì bạn nào có con nhỏ dưới 3 tuổi thì đều biết là thường xuyên mắc. Thật ra thì nó rất là giống với những cái triệu chứng của cái việc là có thể mắc phải dịch bệnh hoặc là một cái bệnh nào khác. Nhưng mà nếu như chúng ta tuân thủ đúng cái việc là tự cách ly, không đi ra ngoài, không tụ tập, không tiếp xúc với bất kỳ một cái nguồn bệnh nào thì khả năng rất cao là em bé chỉ bị ốm vặt do cái độ tuổi cũng như thay đổi thời tiết mà thôi. Vì thế các bạn hãy chịu khó cố gắng thường xuyên theo dõi sức khỏe của con, có chuẩn bị sẵn thuốc này, siro ho này, rồi là nhiệt kế các thứ ở trong nhà, thì như vậy là sẽ rất là yên tâm để cho dù có đóng cửa và chúng ta cũng không thể ra ngoài nhiều thì vẫn có khả năng tự chữa trị cho em bé ngay tại nhà nhé. Việc thứ 6 mà cái này thì rõ ràng là được rất là nhiều người kêu gọi cũng như là ra giảng trên các phương tiện truyền thông đại chúng rồi, đấy là để phòng tránh dịch tốt nhất thì chính là chúng ta tự cách ly, không đi ra khỏi nhà và không đi đâu lang thang, không tụ tập, không làm bất kỳ một cái gì trái với cả lời kêu gọi của chính phủ hết. Ngoài ra đây là một tips khác của mình cũng rất là quan trọng nữa. Đây thì các bạn có thể thấy thì ở ngay cửa nhà mình đã có chuẩn bị sẵn một gói giấy ướt thấm sẵn với cồn và một chai nước xịt khuẩn cũng như là để rửa tay khô. Vậy thì bất kể khi nào mà có người đi vào cửa chính ấy thì là nhà mình sẽ có thể sử dụng đến cái này luôn, hoặc là khuyến khích khách đi vào nhà dùng luôn. Và cả cái hộp đã thấm sẵn với cả nước cồn này nữa thì sẽ dùng để nhận đồ ship khi mà người ta mang đến cho nhà mình, như vậy thì sẽ cực kỳ là an toàn cho bản thân gia đình và em bé. Điều thứ 7, cái này thì tất cả các bạn nào mà làm mẹ thì đều rất là rõ ràng cái tầm quan trọng của việc tẩy trùng và thanh trùng tất cả các dụng cụ của em bé, bao gồm núm ti, bình sữa, thậm chí là những cái mà để cho con gặm nếu và là để
đồ chơi những cái nhỏ nhỏ con hay cho vào mồm nữa. Nhưng mà các bạn đều biết là đối với dịch bệnh thì nó bám ở trên bề mặt rất là lâu. Vì thế lúc này tuyệt đối các mẹ không được bỏ qua cái bước gọi là thanh trùng cho con. Hàng ngày phải chịu khó rửa kỹ rồi vệ sinh và luộc. Nếu mà không thể thanh trùng bằng máy hấp hoặc là máy tiệt trùng thì nhất định là phải luộc qua đồ thật là cẩn thận. Sau đấy là phơi khô thì mới cho em bé dùng. Như vậy thì con vừa không ốm vặt, vừa không mắc phải những cái bệnh lung tung khác mà virus cũng không có cơ hội xâm nhập qua cái việc bám vào bề mặt. Nếu chẳng may chúng ta có vô tình hoặc lỡ qua việc cái giọt bắn của ai đấy rơi vào đồ của con khi đi ngoài đường hoặc thế nào đấy, đúng không nào? Thứ 8, đó là cho các em bé của chúng ta ăn những thực phẩm lợi tiêu hóa. Hôm nay em tề là ăn xinh tàu bơ nhá. Ăn xinh tàu bơ cho nó có thêm chất màu xanh và nhiều đề kháng với vitamin nhá. Đây vẫn chơi gọi siro à. Nào, em mâm. Rồi, mẹ biết là con muốn mời cái máy quay rồi. Nhưng mà thôi bây giờ em ăn nhá. Em ngồi xuống mẹ cho em mâm nào. Em ngồi xuống đi, em ngoan nào. Em bé ngoan quá. Bây giờ con cứ chơi đồ chơi đi, còn con ăn nào. Em mâm mẹ mời. Em mâm. Mẹ mời mà, em xiên. Mẹ mời anh ạ. Có được không ạ? Nào. Đây, của con đây, cái nắp đây. Thế bây giờ con ăn vậy nào. Em mâm. À. Nào, ăn đi. Cứ chơi cái chai siro mãi thế á. Ăn cái này ngon hơn. Ăn cái này ngon này. Lắc đầu cái gì? Thích cái sự phát triển của cái gọi là những con khuẩn tốt trong người của chúng ta. Vì thế các em ý mà càng khỏe mạnh bao nhiêu ấy, những em khuẩn tốt ấy, thì em bé của chúng ta cũng sẽ có một cái sức rất là khỏe để đối diện, đánh nhau với những con vi khuẩn xấu xa khác. Vì thế các bạn cũng đừng quên bổ sung cho con những thành phần lợi tiêu hóa. Không phải lúc này chỉ có cứ lợi phổi rồi là lợi đề kháng không thôi, mà chúng ta bỏ quên mất cái chuyện đấy nha. Hệ tiêu hóa đóng một phần rất là quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của em bé. Thứ 9, đối với các em bé mà ở cái tuổi nghịch ngợm như Tèn Tèn thì các bạn dạy các con cái việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Em Tèn thì mình đang tập cho em rồi. Tuy nhiên là mỗi lần mà em đeo vào lúc em sẽ khó chịu và tìm cách giật ra. Nhưng mà các bạn cứ cố gắng tập từng ngày, từng ngày, từng ngày như vậy. Con ơi, bây giờ mà muốn ra ngoài chơi là phải đeo khẩu trang vào đã. Tiền với Sam đứng lại, quay về nhà để người lớn đeo khẩu trang cho đã nào, rồi làm gì thì làm. Nhanh lên, kể cả ở ngoài bây giờ mà không có ai không đeo khẩu trang mà là phạt 300.000 đấy. Tiền, quay vào để bác đeo khẩu trang cho, nhanh lên. Chơi chơi cho bạn. Ok. Nào, hai. Đeo đúng cách nào? Đúng cách rồi. Rồi. Ok. Đường cha. Việc thứ 10 cũng là việc cuối cùng. Thật ra thì nhà mình rất là cố gắng trong việc dạy cả bé Sam, bạn bé Tèn. Một bé là 16 tháng và một bé là 22 tháng trong việc rửa tay hàng ngày. Nhưng mà rõ ràng là với các em bé thì cái việc có thể chủ động xin rửa tay hoặc là biết cách rửa đúng cái quy trình thì nó chưa dễ. Cho nên các bạn có thể cũng cố gắng hàng ngày giúp con học cái thói quen rửa tay này, vò từng cái ngón tay một này. Còn nếu không thì hãy làm một cái việc khác mà cũng được nhà nước cũng như là Bộ Y tế kêu gọi rất là nhiều. Đấy là hãy cho em bé uống thật là nhiều nước. Hàng ngày thì mình đều chuẩn bị sẵn là bột diệp lục này, nước ấm này hoặc là trà gạo để cho con uống liên tục. Kể cả đối với người lớn thì cứ mỗi 15-20 phút các bạn làm một hớp nước ấy, thì là nó cũng đã an toàn hơn và có thể bảo vệ được sức khỏe của cả gia đình hơn rất là nhiều rồi, đúng không nào? Vậy thì đối với em bé cũng vậy. Ngoài việc rửa tay ra, các bạn cũng phải bổ sung nước thường xuyên cho con. Như thế thì em bé cũng sẽ nuốt trôi được tất cả những cái vi khuẩn theo những cái khuyến cáo của Bộ Y tế, đúng không nào? Vậy thì mình cũng hy vọng là tất cả mọi người có thể đúc kết được một vài cái tips gì đó ở trong cái vlog ngày hôm nay. Và bây giờ như mình đã nói từ đầu clip thì đã bước sang cái tuần đỉnh dịch rồi. Chúng ta có ý nghĩa quan trọng quyết định trong cái tuần này. Thế nên mình một lần nữa chúc tất cả các bạn đang xem đến phút này của tập vlog ngày hôm nay thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều tinh thần tích cực và thật là nhiều may mắn. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua dịch bệnh này. Việt Nam quyết thắng đại dịch. Yay!